Hello các bạn, hiện giờ là mình đang đứng ở hội chợ Tết năm 2024, hội chợ Tết Việt Nam nha các bạn. Để mình quay cho các bạn xem nha, phía sau mình là ông Phật Di Lạc nha, để trưng cho ngày Tết, để các bạn thấy hoa rất là nhiều nha các bạn. Nếu mà thích cái video này của mình đó, thì xin cho mình một like và ủng hộ kênh Thịnh Võ TV nha, để lại lời bình luận để mình có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Ok, Happy New Year. Ok, bây giờ mình quay cho các bạn nha. Let's go, coi hội chợ Tết Việt Nam năm nay sẽ diễn ra như thế nào nha các bạn. Đây là hội chợ Tết Việt Nam nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay nha. Họ bán hoa rất nhiều nha. Đây nè, nè các bạn. Đây là hoa cúc vàng nha. Hoa cúc vàng nha. Rồi có cây đào, hoa đào nè các bạn. Hoa mai, hoa đào nè các bạn. Ở trên cao thì mọi người ta trưng lồng đèn nha, Tết nha các bạn ơi. Đằng xa là đang có múa lân nha các bạn. Múa lân nha, múa lân rất nhiều nha, rất vui. Đây là những cái chậu tắc nè các bạn. Tắc nè, chậu tắc để trưng cho ngày Tết nha. Cành hoa, cành đào nè, đó, đẹp chưa. Đây là hoa, đây là hoa Tết nha các bạn ơi. Một chậu cũng khoảng 12 đô nha, 12 đô. Quá đẹp không. Đây là có những cây phát tài nè các bạn. Hôm nay bà con mình đi chợ, hội chợ Tết rất đông nha các bạn. Ở hội chợ đây ở vùng Arlington, Texas đó các bạn, Ranberry, Arlington. Không khí Tết đang sắp đến nè các bạn. Ở đây thực ra gọi là cái khu trung tâm thương mại Asian Times Square nha, ở vùng Grand Prairie, Texas, Arlington luôn các bạn. Thì ở đây là cái khu thương mại của người Việt Nam. Để mình xem quay đang tổ chức cái hội chợ Tết nè các bạn. Đây là xe nước mía nè các bạn ơi. Đây là những gian hàng ẩm thực của Việt Nam nha các bạn. Đó, rất là nhiều đồ ăn, rất ngon nha. Cream bò, rồi sausage nè các bạn. Bột chiên nữa đó các bạn ơi. Đây là nước mía nè, nước mía tắc nè các bạn. Đó. Oh.
người Việt mình đang bán nè, có gỏi khô bò rồi các bạn. Có nhiều loại chè lắm nha, có nhiều loại chè. Có nhiều loại chè lắm á. Bánh trái rất đông nha. Bánh tráng trộn ở đây nè các bạn. À, bây giờ mình tiếp tục hành trình để mà đi quay cho các bạn xem những gian hàng hội chợ Tết nha. Đây là tiệm trà sữa nè các bạn. Ở đây cũng có bán những hòa lưu niệm nha. Đây là tiệm của chùa Hương Đạo, chùa Hương Đạo đó các bạn. Ở đây bán bánh xôi kẹp đây rồi của chùa Hương Đạo để bán đây cái quỷ cái chùa nè các bạn. Đây là của Thiền viện Suối Từ nha. Đây là cho uống thử nước. Đây là bubble waffle. Đây thì bán những áo dài cho những em nhỏ để mặc Tết nha các bạn. À, mọi người có thể ngồi đây để ăn uống nha. Đây là cái khu ăn uống nha các bạn. Đây là đang nấu bánh cọt bánh xèo nè các bạn. Bánh cọt bánh xèo nha. Oh, wow, nhìn hấp dẫn chưa, nhìn ngon lắm đó nha. Bánh cọt và bánh xèo. Thank you.
Rồi còn bán bánh giò nữa luôn các bạn. Sài Gòn. Wow. Các con bạn coi là người ta đang làm con hôm nay bán rất nhiều nước mía cho nên có nhiều sát mía lắm nha. Đó, wow. Anh bạn này ảnh đang lean up nè các bạn. Thấy chưa? Đó, sát mía quá trời luôn. Bán hôm nay bán nhiều lắm nha. Đúng. Nếu mà chị muốn vô website á là website. Chai Kitchen. Người ta chưng nè các bạn, ngày Tết đây là ông thần tài nè các bạn. Đó, cái... đó, có con rồng rồi nha, rồi con lân nè các bạn, ông thần tài nè các bạn, đó con lân và ông thần tài hoa rồi các bạn ơi.
để mình đi lên để mình quay cho các bạn xem nha. Đây là phong báo và cái chuối nè các bạn. Đó, phong báo nha, đây là ông Thành Tài nè, đó các bạn thấy chưa? Lân nè. Trưng bày nón lá hoa nè. Đó, cây mai nè các bạn. Đây là ông Thần Tài rất cao nha. Wow, đây là từ dưới đất lên nè các bạn. Ok các bạn, vừa rồi là một vài hình ảnh về buổi lễ hội chợ Tết ở Asian Times Square, vùng Arlington, Grand Prairie, Texas nha các bạn. Mình đã quay lại cho các bạn xem và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này của mình nha. Nếu mà thích cái video này của mình đó thì xin để lại một lời bình luận và lại để cho mình có động lực để làm những video tiếp theo. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn, bye bye, see you again, bye bye. Happy New Year. Bye bye nha.